Xin chào anh em. Xin chào các khán giả hâm mộ đội tuyển U23 Việt Nam. Và chúng ta lại một lần nữa chiến thắng trước đội Bahrain 1-0. Thì xin chúc mừng đội tuyển U23 Việt Nam. Hôm nay xin phép được ngồi chém gió với anh em mấy phút cái trận U23 chúng ta đã với Bahrain. Và cái kết quả là hoàn toàn mỹ mãn, đúng không ạ? Cũng là thêm một cái lịch sử của bóng đá Việt Nam, đó là chúng ta vào vòng tứ kết của ASEAN và cũng lần đầu tiên. Tuy nhiên quá trình xem thì anh em có chắc cũng biết, cũng có một vài những cái trục trặc về đường tín hiệu. Biết anh em xem bằng cái hình thức nào, mình xem trên các cái app của TV thông minh. Trong quá trình xem thì cũng nghe thấy mình nhiều luận viên Quang Huy nói là tín hiệu trên cái đường truyền VTV6 bị không ổn định, thì cái này thì mình cũng không biết là cái nguyên nhân thế nào. Tuy nhiên là sáng nay ra thì xem trên cái mạng và một số những thông tin ở trên mạng thì nói là cái này thì do là bên VTV tự ngắt và bên VTC thì họ sẵn sàng chia sẻ. Tuy nhiên thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn là mình cũng đã thực hành luôn, tức là trên cái app TV thông minh. Các bạn nếu các bạn muốn xem cái ổn định thì mình cung cấp một vài thông tin. Thì hiện tại trên cái VTV Go thì mình cũng xem được trên cái truyền hình Hà Nội là cái một số hình ảnh trực tiếp từ ASEAN. Trên cái app của VTC Now thì các bạn có thể thấy được là tín hiệu rất nét, và đây là cái app của VTC luôn, thì nó rất nét. Các bạn có thể cài ở trên cái TV thông minh hoặc là cái trên cái app của điện thoại thông minh. Và một cái điểm hay là mình thấy là họ không cần bắt mình phải đăng ký một cái gì hết, thì vào mình xem thẳng luôn ở trên cái app này thì tín hiệu rất nét và xem được trực tiếp các cái trận đấu của U23 Việt Nam và các cái trận đấu của đội tuyển chúng ta thi đấu tại ASEAN. Một cái app nữa là cái app Clip TV. Thì hôm qua thì mình có xem trên cái VTV6, nhưng cái app của Clip TV thì có một cái kênh gọi là kênh HTV thể thao của đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thì cái này thì họ phát các cái chương trình thể thao, thì các bạn cũng có thể xem cái này. Các bạn có thể đăng ký và cái có một cái chức năng là vừa nạp có thể có một cái chức năng là xem trải nghiệm miễn phí, thì cái này cũng có xem được. Nhưng mà các bạn lưu ý là nếu như mình xem ổn định thì nên nạp thẻ vào để xem cho nó tốt. Thì một vài những cái thông tin như vậy. Thì hiện tại trên cái TV thông minh thì mình có test qua thì có rất nhiều những cái app để xem cái chương trình truyền hình. Tuy nhiên là mình đã thử Clip TV này, FPT Play. Thì trong quá trình mà đăng ký thì mình hiện tại thì mình quên mất cái mật khẩu. Tuy nhiên là các bạn có thể đăng ký, và nếu như mà các bạn đã đăng ký thành công thì cũng có cái kênh VCTV3 của VTC thì chắc chắn là cũng xem được. Và cái Clip TV và VTV Go, và mình thì chưa thử cài cái của app của Viettel. Tuy nhiên là các cái app này thì có quá trình đăng ký thì mình cũng đang do mình đăng ký cho mình chưa có thời gian nên là đăng ký nó chưa được, nên là anh em có thể tự đăng ký và dò các cái kênh đó. Thì mình có thấy ba cái, một cái app là anh em nhớ là VTC Now và Clip TV. Mình thấy hai cái này là thông dụng. Và có trên Clip TV các bạn nhớ là kênh HTV thể thao nhá. Và trên cái kênh mà trên cái app mà VTC Now thì cái này là của truyền hình kỹ thuật số, họ phát hành cái app này luôn, cho nên là các bạn có thể trực tiếp xem rất ổn định ở trên các cái app này. Thì anh em cài vào và xem theo dõi các trận của U23 Việt Nam chúng ta thi đấu nó được chất lượng tốt hơn. Thì qua cái video này thì mình cũng gửi một thông điệp rằng là các bạn hãy xem truyền hình và hãy đăng ký
các cái thuê bao về internet để xem được những các cái trận đấu nó ổn định hơn. Tuy nhiên là mình ủng hộ các cái nhà cung cấp dịch vụ của truyền hình thì họ có cái phần tái đầu tư cho bằng việc cái bán quảng cáo để sau này những các cái giải đấu khác thì họ sẽ chủ động hơn trong cái việc mua bản quyền truyền hình, đặc biệt là các cái môn như thể thao, bóng đá như thời gian vừa rồi chúng ta đã thấy, thì cái việc mà mua bản quyền của ASEAN thì mãi sau này, tức là ngày hôm qua ngày 23 tháng 8 mới mua được bản quyền, thì trước đó thì anh em chúng ta xem là nó không được ổn định và là một số những cái xem nó không được chính thống thì không được hay lắm. Thì bây giờ thì anh em chúng ta đã yên tâm tâm là xem các cái chương trình, các cái trận đấu của U23 Việt Nam và các cái trận các cái môn thể thao mà Việt Nam chúng ta tham gia tại ASEAN. Thì anh em lưu ý mình chia sẻ những cái một số những cái app anh em có thể cài xem trên TV thông minh và cái điện thoại thông minh. Anh em lưu ý nhé, cái TV mà mình các cái app mà mình vừa nói là cái app của TV thông minh mà của hãng Sony các bạn nhé. Nếu như các bạn lên trên cái kho ứng dụng của TV thông minh mà các bạn bấm chữ VTC Now thì có thể nó liệt kê ra tất cả những các cái app mà của cái nhà cung cấp dịch vụ ở trên đấy. Thì các bạn lưu ý là có những các cái TV thông minh mà các cái họ không không có cái app ở trên đấy. Hiện tại thì mình chưa thử của Samsung và của LG và những các hãng khác. Tuy nhiên là mình đoán là TV Sony thì họ đã cập nhật rất đầy đủ những các cái app của các cái nhà cung cấp ở trên trên cái hệ thống trên cái hệ thống của họ, thì các bạn phải vào và cài đặt để xem các chương trình thể thao. Thì một lần nữa xin chúc mừng đội tuyển chúng ta đã vào được vòng tứ kết của ASEAN 2018 và lại thêm một lần nữa là lịch sử bóng đá Việt Nam, và chúc các bạn cài thành công những các cái app và nhớ đăng ký để xem các cái tín hiệu của chúng ta được ổn định nhé. Và xin chào tạm biệt các bạn. Các bạn xem thì nhớ ủng hộ và like cái video của mình nhé. Xin chào tạm biệt các bạn.